Triềng Ken là một trong những xã của huyện Văn Bàn đăng ký về đích nông thôn mới trong năm nay. Đến thời điểm này, xã đã cơ bản hoàn thành 17 trên 19 tiêu chí, hai tiêu chí chưa hoàn thành là giáo dục và giao thông. Hiện nhân dân đang tích cực hiến đất làm đường, quyết tâm cùng địa phương hoàn thành tiêu chí này trong tháng 6. Xin cảm ơn. Căn nhà của gia đình anh Hà Văn Thiệp, thôn Triềng 1 cộng 2 tại vị trí mới, đang được bà con trong thôn hỗ trợ hoàn thiện để sớm ổn định cuộc sống. Cùng với di chuyển nhà, gia đình anh Thiệp còn hiến một phần ao thả cá và hàng trăm mét vùng đất ruộng lúa đang trong thời kỳ sinh trưởng để làm đường giao thông. Nhà nước có tuyến đường cho bà con mình đi lại thì dân mình hưởng ứng để có cái đường đi lại cho bà con thuận tiện thôi. Tuyến đường giao thông thôn Triềng 1 cộng 2 dài 750m đi qua đất ruộng, công trình kiến trúc của 15 hộ dân. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân đã sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân để có mặt bằng sạch, giúp việc thi công tuyến đường thuận lợi và nhanh hơn. Tổng là có 15 hộ là tự nguyện dịch rào hiến đất cho thôn bản, cắt cả lúa mà lúa chưa trổ bông cũng đã cắt, là dịch rào hiến để cho thôn bản là đủ đất để mở cái tuyến đường mới này. Phấn đấu hoàn thành tiêu chí giao thông trong tháng 6 này. Trước đó, phong trào dịch rào hiến đất được xã triển khai đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ nhân dân. Bà con đã hiến hơn 3.000 mét vùng đất sản xuất và tài sản trên đất, đồng thời góp công góp của xây dựng đường giao thông nông thôn. Tiêu chí giao thông thì xã đã quyết tâm thực hiện là trong tháng 6 này sẽ cố gắng hoàn thành. Hiện nay là cũng đang tiến hành là tổ chức cho dân là dịch rào hiến đất, rồi là vận động nhân dân là góp công góp sức để thực hiện đổ các tuyến đường để hoàn thành. Để về đích nông thôn mới vào cuối năm nay theo kế hoạch, Triềng Ken mong muốn được nhà nước khẩn trương đầu tư xây dựng 10 phòng học và phòng chức năng, giúp địa phương hoàn thành nốt chỉ tiêu cơ sở vật chất trong tiêu chí giáo dục.